Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm siêu bão số 3, tức siêu bão Yagi, ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam thuộc Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tức từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo đến 1 giờ ngày 7 tháng 9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 230 km về phía đông đông nam, bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 5. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km, đi vào đất liền suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt-Lào mạnh dưới cấp 6. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11, 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15, 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm 6 tháng 9 và gần sáng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối 7 tháng 9. Vùng biển phía tây bắc có khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7 đến 9 mét, vùng gần tâm siêu bão 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2 đến 4 mét, sau tăng lên 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6 đến 8 mét. Từ đêm 6 tháng 9 và gần sáng 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2 đến 3 mét, sau tăng lên 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 3 đến 5 mét. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 m tại Thanh Hóa đến 1,8 m tại Quảng Ninh vào chiều và đêm 7 tháng 9 và nước rút do bão khoảng 0,5 m tại Thanh Hóa đến 1 m tại Quảng Ninh vào sáng 7 tháng 9. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê kè biển trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm, mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ, tập trung trong ngày và đêm 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ từ tối 7 tháng 9 đến đêm 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ngày 6 tháng 9 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ. Thưa quý vị, để ứng phó với siêu bão số 3 có tên quốc tế là siêu bão Yagi, các ban bộ ngành địa phương đã rất khẩn trương trong công tác phòng chống siêu bão. Sáng 6 tháng 9, theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 6 giờ cùng ngày, đã kiểm đếm hướng dẫn cho hơn 51.000 tàu cho trên gần 220.000 người. Trong đó có 458 tàu trên hơn 2.300 người đang hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, giảm 826 tàu trên hơn 5.000 người. Cụ thể, Thái Bình 2 tàu trên 19 người, Nam Định 42 tàu 128 người, Thanh Hóa 268 tàu 1.236 người, Nghệ An 27 tàu 127 người, Quảng Bình 9 tàu 56 người, Quảng Ngãi 107 tàu 758 người, Bình Định 3 tàu 17 người. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển. Theo đó, Quảng Ninh, Hải Phòng từ 11 giờ trưa 6 tháng 9, Thái Bình, Nghệ An từ 5 giờ sáng 6 tháng 9, Nam Định từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng 9, Thanh Hóa từ 12 giờ trưa 6 tháng 9, Ninh Bình từ 15 giờ chiều 5 tháng 9. Theo báo cáo của Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội đã huy động tổng số hơn 457.000 người, trong đó bộ đội gần 100.000 người, dân quân tự vệ gần 319.000 người, dự bị động viên gần 40.000 người và hơn 10.000 phương tiện, bao gồm 403 xe đặc chủng, hơn 4.700 ô tô, gần 5.000 tàu thuyền, 60 máy bay đã sẵn sàng ứng phó siêu bão số 3.
Trong khi đó, chiều 5 tháng 9, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ký công điện gửi các đơn vị trong quân đội về việc tập trung ứng phó khẩn cấp siêu bão số 3 năm 2024. Công điện nêu rõ, các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, gồm cả quận, huyện, thị xã, chủ động tham mưu với chính quyền địa phương thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão, phối hợp quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các phương tiện làm nhiệm vụ trên biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện để tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển đảo. Quân chủng Phòng không Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra rà soát kế hoạch tổ chức lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có lệnh của Bộ. Các quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường, tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương, sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia ứng phó và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp ứng phó với siêu bão số 3 vào chiều 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, siêu bão số 3 là cơn bão rất mạnh, khó dự đoán. Trên đường tiến vào Biển Đông, bão gặp những điều kiện thuận lợi để thành siêu bão. Để phòng chống hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, nhất là việc thông tin đến người dân. Theo Phó Thủ tướng, cơ quan dự báo cần phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí bất cứ lúc nào, thời gian nào để truyền tải đến người dân, giúp cho người dân chủ động phòng ngừa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 với tinh thần không có hối tiếc. Cái quan trọng là chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm, bởi vì mỗi năm nào cũng đến mười mấy cái cơn bão. Nhưng mà cái điều mà cái gọi là phương châm của chúng ta ấy, nói chung là phải chủ động phòng ngừa thôi. Có thể phòng ngừa 10 nhưng mà chỉ xảy ra một lần. Nhưng mà một lần chúng ta không có phòng ngừa và không có cách ứng phó và chúng ta chủ quan ấy, thì chúng ta sẽ thiệt hại rất lớn. Nên cái ý là ở đây làm tất cả và làm một cách hết sức chặt chẽ, đúng không? Và nghiêm khắc. Với tinh thần là không có hối tiếc. Thì mới cách đây.